Xin chào mọi người, đây là hiện trạng mảnh đất mình khảo sát tại Lạng Sơn và ảnh flycam cộng với cả bình đồ của mảnh đất. Với địa hình của nó thì như một cái quả đồi, phần đuôi quả đồi và hai bên là view với cánh đồng. Đề bài là mình sẽ thiết kế một khu nghỉ dưỡng dạng như homestay, retreat và những cái kiểu resort trên núi. Đây là một dòng suối nó chảy trong rừng ra này. Và xung quanh ven suối này thì có rất nhiều những cái loại hoa màu trắng rất đẹp nhá. Và đây là phương án thiết kế của mình. Mình sẽ đi phân tích phương án thiết kế một chút nhé. Đầu tiên thì lối vào nó ở đây. Lối vào là khu vực này. Sẽ là một cái cầu, cây cầu. Sẽ là một cây cầu bắc qua suối. Đấy, tiếp sang thì sẽ là bãi để xe. Khu vực này là bãi đỗ xe này. Ở khu vực cánh đồng này, đây nó có những cái ruộng ruộng lúa, ruộng người ta trồng lúa và trồng hoa màu. Thì mình sẽ để nguyên hiện trạng cho bà con vẫn trồng lúa, trồng hoa màu, hoặc là những cái vụ mà những cái mùa mà không trồng lúa thì sẽ chuyển sang trồng hoa với rất nhiều những loại hoa khác nhau ở đây, với nhiều màu sắc khác nhau. Đường màu đỏ này chính là ranh giới của mảnh đất. Và cái đường màu đen này là mình làm một con đường, là một cái cây cầu. Cây cầu đi trên những cái thảm hoa này, đi trên ruộng lúa. Mùa lúa thì đi trên ruộng lúa, còn mùa không trồng lúa, trồng hoa thì sẽ đi trên thảm hoa luôn, đi để tiếp cận vào bên trong. Đây là một đường vành đai. Mọi người có thể buổi chiều có thể đạp xe đạp, đạp xe đạp đi vòng quanh. Tiếp theo thì vào khu này, nối tiếp con đường này vào đây. Thì đây là một cái khối nhà trung tâm. Khu nhà trung tâm này thì mình lấy ý tưởng từ bông hoa hồi. Đây mình phác thảo hình ảnh của bông hoa hồi này. Thì cánh hoa hồi mọi người nhìn thấy, những cái bông hoa hồi, những cánh hoa hồi của quả hồi. Nó dạng như kiểu là lục giác và bát giác nhá. Nó sẽ có 6 hoặc 8 cánh nhá, tùy từng quả. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy. Và khi mà nó cái quả đấy nó chín thì nó nở ra này, quả đấy nó già, nó nở ra nhìn rất là đẹp như kiểu hình ngôi sao. Thì sau khi mà mình lấy những cái hình ảnh đấy, mình lấy những đường nét của nó, mình cách điệu đi, thì nó mình mở rộng ra, bởi vì cái cánh hoa này nó hơi gầy và cái công năng của khối nhà tự nhiên nó phải rộng, nó phải đủ không gian để làm những cái công năng bên trong. Vì vậy mà mình đã điều chỉnh đường nét đi để trở lên nó giống như một hình bông hoa. Cũng có thể hình tượng hóa nó là một bông hoa sen, nhưng bản chất nó sẽ là từ bông hoa hồi. Và cuối cùng thì cái đường nét của nó sẽ tạo ra như thế này, sẽ kiểu kiểu như thế này. Sẽ là những ngôi nhà này sẽ là có nhiều cái lớp mái, sẽ có nhiều các lớp mái giao với nhau, trồng lên nhau hoặc là đan xen với nhau để tạo hình. Và đây chính là cái khối nhà đấy. Đây sẽ là cái hình ảnh khối nhà chính này của mình. Nó sẽ gồm 4 mái, 1, 2, 3, 4, 4 mái chính nhá. Và các mái này nó sẽ trồng xếp lên nhau. Các những cái khoảng này sẽ là những cái khoảng của mái giao nhau này. Những khoảng này sẽ là những khoảng mà mái nó sẽ giao nhau. Có thể sẽ thêm những cái phần cảnh quan, sẽ thêm những cái phần đường nét trang trí, sẽ là cái phần ngồi ngoài trời. Là mình sẽ tạo hình thêm khi mình nghiên cứu về phối cảnh 3D, về hình khối 3D thì mình sẽ tạo hình thêm. Nhưng đại ý là cái ngôn ngữ nó sẽ là từ những cái cánh hoa của bông hoa hồi. Phía trước của khối nhà này nó sẽ là có một cái phần sân và có một cái bể bơi. Bể bơi này thì sẽ là có 2 tầng. Bể bơi này nước sẽ từ cái tầng trên này nó sẽ chảy xuống đây. Nó sẽ giống như kiểu bể bơi vô cực nhưng mà nó luôn luôn có nước chảy. Thì nước, nguồn nước là sẽ lấy từ trong suối về. Cái suối này cũng là một cái con suối nước rất là sạch nhá. Thì sẽ lấy từ suối lên qua hệ thống xử lý lọc cho sạch sẽ rồi sẽ cho vào bể bơi. Từ vị trí nhà trung tâm này thì sẽ đi tiếp theo con đường này. Thì đây sẽ là cái trục giao thông chính vào phía bên trong, men theo triền đồi. Thực ra đây là cái sống lưng của đồi này. Cái đỉnh cao, tức là cái sườn này là cái sườn cao. Cái đồi này nó độ dốc nó rất thoải nhá, cho nên là đi lại nó cũng thoải mái, xe điện đi lại thoải mái luôn.
để tiếp cận được vào từng căn này. Đây thì nó sẽ có đường giao thông. Toàn bộ cái dãy phía bên này là view sang cánh đồng bên đây. Còn toàn bộ các cái dãy bên này là view sang cánh đồng bên đây. Cả hai bên đều là cánh đồng luôn. Mặt cắt của cái khu đồi này, cắt ngang đây, nó sẽ có dạng như này nha mọi người nhé. Nó sẽ có dạng, mình vẽ to một chút, nó sẽ có dạng này, cánh đồng này, xong rồi lên đồi này, xong rồi lại xuống này. Đấy, bên này là suối, xong rồi bên này cũng là cánh đồng này. Đấy, suối nằm ở đây. Đấy, mặt cắt của cái quả đồi này nó dạng như vậy. Thì đồi cái độ dốc nó cũng thoải thoải như này thôi. Với mỗi một căn bungalow này thì diện tích mình đang để cho một căn này là khoảng 40 mét vuông nhá. Và khoảng cách các căn này cũng tương đối rộng. Giữa hai căn này, từ cái đường chính này sẽ có những cái bậc bước dạo để đi vào từng căn một, và sẽ trồng thêm cây xanh để tăng cái tính private. Mình sẽ trồng thêm cây xanh. Đương nhiên là sẽ có cây xanh ở đây, sẽ có rất nhiều cây xanh ở đây. Đấy, để tăng cái tính riêng tư, tăng tính private cho từng căn này lên. Xe điện đưa bạn đến đây, bạn dừng lại đây, và từ đây bạn đi bộ xuống, bạn cuốc bộ xuống đây vào trong căn này. Những cái khách hàng khác ở căn khác không thể nhìn thấy bạn, không thể nhìn thấy cái khuôn viên trong căn của bạn, bởi vì nó có những cái hàng cây, những cái lớp cây cao thấp khác nhau. Nó sẽ có nhiều tầng cây từ cao đến thấp che toàn bộ, che hoàn toàn cái không gian riêng tư của bạn. Thì các bạn sẽ có một cái view trọn ra cánh đồng như thế này, một cái view trọn vẹn ra cánh đồng như vậy. Sẽ không có ông nào làm phiền được mọi người khi mà mọi người nghỉ ở đây. Mình sẽ định hướng là các căn nó sẽ đều có cây xanh, sẽ đều trồng cây xanh hết xung quanh. Có nghĩa là khi bản thân con đường này là cũng giống như của mọi người đi ở trong rừng, sẽ là đi trong rừng luôn. Hoàn toàn là không gian riêng tư. Tại sao mình lại đặt cái yếu tố không gian riêng tư lên hàng đầu? Thì theo cái quan điểm của mình thì trong cái xã hội hiện đại ngày nay, mọi người sống ở thành phố đã có quá nhiều những sự bon chen. Vì vậy mà những không gian riêng tư như này rất cần thiết. Khi đến đây thì bạn hình dung là mọi người đi nghỉ dưỡng, muốn một cái không gian thực sự riêng tư, thực sự là không ai làm phiền. Vì vậy mà mình đề xuất những cái không gian có cái dấu ấn riêng tư như vậy. Đấy, kể cả không gian này cũng thế. Sẽ có rất nhiều yếu tố về mặt cây xanh ngăn cách để không ảnh hưởng từ không gian công cộng. Phía này là không gian công cộng này, vào đến không gian nghỉ dưỡng ở phía trong này. Cực kỳ riêng tư luôn như vậy. Từ những cái căn này là sẽ có cái đường tiếp cận ra ngoài cái đường chính. Ví dụ như đoạn này cũng vậy, đoạn này cũng sẽ phải có thêm những cây xanh. Sẽ có những cái hàng cây, hàng trúc, hàng chuối, hàng gì đó, những cái cây bản địa, những cây nhiệt đới. Mình sẽ lựa chọn những cái cây nhiệt đới, những cái cây gì đấy nó phù hợp để đưa vào đây. Nhưng yếu tố về không gian riêng tư là yếu tố cần phải đặt lên hàng đầu. Những khu nghỉ dưỡng VIP hay không thì yếu tố riêng tư cũng là một trong yếu tố rất quan trọng nhé. Toàn bộ hệ thống cây xanh sẽ được thiết kế để làm sao tăng cái tính riêng tư lên. Ví dụ những cái khu này thì hai căn này sẽ là căn đôi này. Có những đoàn khách mà ví dụ như hai gia đình hoặc là hai nhóm bạn, tức là một nhóm bạn rất đông nhưng mà sẽ chia ra nam và nữ chẳng hạn, thì sẽ ở ví dụ nam căn này, nữ căn này, hoặc là hai gia đình ở hai căn. Đây cũng vậy này. Đấy, sẽ có một số khoảng 3 cặp, 1 này, 2, 3 cái cặp như vậy là sẽ là những group, những căn đôi như vậy. Đi lên phía trên này thì không gian trên này sẽ là đỉnh đồi, vị trí cao nhất. Thì khu này mình sẽ làm một khối nhà, công năng của nó sẽ là khu vực nhà thiền, yên tĩnh, kiểu cần một không gian nó kiểu kiểu như vậy. Đây sẽ là một cái đường xuống dưới cánh đồng. Dưới này mình sẽ làm một cái hồ nước, đào một cái ao cá, một cái hồ nước rộng ở đây.
Cái hồ này diện tích của nó cũng khoảng tầm khoảng 3.000 đến 4.000 mét vuông. Và xung quanh đây nhá, khu vực này này, phía trước những căn này sẽ có những cái vườn hoa, vườn rau. Với những cái căn này mình định hướng là toàn bộ cái dãy này sẽ dành cho các gia đình. Ví dụ như là những cái này chẳng hạn này, thì là như mình lúc nói lúc nãy thì khu vực gia đình. Thế chính vì vậy mà trước những cái căn đấy sẽ là khu vực trồng rau, để cho trồng rau, trồng các loại cây kiểu nông nghiệp, làm farm để cho trẻ con đến đấy để trải nghiệm được trồng cây, rồi là được thả cá, kiểu kiểu vậy, những cái không gian kiểu như thế. Khu này sẽ là cái view dọc bờ suối ra cánh đồng. Con đường này sẽ để cho mọi người có thể đi bộ và đạp xe đạp. Đấy, ví dụ như đường đường đạp xe đạp nhá, đường đi bộ và đạp xe đạp này. Đạp xe đạp vui chơi vào buổi chiều mát ấy, thì sẽ từ đây có thể là vòng vòng như thế này, vòng vòng như này, vòng đến đây, vòng ra hồ, kiểu kiểu như thế, đạp xe các kiểu như một vòng. Đến chỗ này thì nó sẽ hơi dốc một chút, sẽ phải dắt bộ. Đấy, xong đi đi một vòng kiểu kiểu như thế. Ở chỗ này có một cái đường khác đi bộ, thì từ cái cánh hoa này là nó sẽ mình sẽ làm cái cây cầu. Đường theo hướng này sẽ là đường đi bên dưới. Đấy, thế còn theo hướng này sẽ là cái cầu đi bên trên. Cái cầu này nó sẽ tiếp giáp vào cái sân của cái khối nhà bông hoa này luôn. Nói thêm một chút về kiến trúc của những cái căn bungalow ở đây, thì mình định hướng cái ngôn ngữ kiến trúc nó sẽ toàn bộ sẽ là tre trúc, nó hoàn toàn sẽ là phong cách kiểu thiên nhiên. Những ngôi nhà này sẽ được sử dụng vật liệu bằng tre nứa, bằng tre, bằng trúc, bằng gỗ, rất là mộc mạc, mái lợp mái lá, lợp mái guột. Nếu mà làm được cái việc mà các căn này nó đều khác nhau ấy, thì cái không gian kiến trúc nó sẽ rất là hay. Cái hình khối có thể khác nhau nhưng nó sẽ cùng chung một phong cách. Ở cuối này thì mình sẽ làm hai cái căn nó VIP hơn, cái không gian nó sẽ rộng hơn này, nó sẽ có một cái bể bơi, một cái bể ngâm, bể vẩy ở đây. Hai căn này có thể là hình cong cong như kiểu hình bán nguyệt hoặc hình ánh trăng gì đó. Thì toàn bộ những cái này đang là phương án thiết kế concept mặt bằng, hình khối của những căn này. Sau này khi thiết kế chi tiết mình sẽ nghiên cứu sâu hơn. Tuy nhiên là đang thiết kế để phân khu cho hình dung dễ hơn về cái việc là bố trí được bao nhiêu căn. Như này mình đã bố trí được khoảng hơn 20 căn nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 căn. Hiện tại rừng cây này có rất nhiều cây. Khu vực này là toàn thông hết này. Khu vực này toàn bộ là thông. Khu này cũng vậy, toàn bộ những cây cây thông. Khu này cũng vậy này, rất là nhiều cây xanh. Khi mình làm như này thì những cái ngôi nhà nó sẽ ẩn hiện trong rừng cây và có view ra cánh đồng. Đằng này cũng view hết ra cánh đồng. Mình thấy hiện trạng cái mảnh đất này cũng rất là đẹp nhá. Có suối chảy xung quanh này, có suối chảy bám xung quanh, và nơi đây cũng rất yên tĩnh, giao thông tiếp cận cũng rất dễ dàng. Nó cũng tiếp giáp với đường quốc lộ cho nên là giao thông tiếp cận cũng rất là dễ dàng. Vừa rồi là phương án quy hoạch sơ bộ của mình. Hy vọng rằng khi hoàn thành thì khu này sẽ thành một khu mà nghỉ dưỡng, thành một khu sinh thái Với concept sơ bộ như vậy thì chưa hẳn là đã xong hoàn toàn. Đương nhiên là sẽ phải nghiên cứu thêm rất nhiều những cái tiểu cảnh, rất nhiều những cái tiểu tiết để hoàn thành được dự án này. Ở đây thì chủ đầu tư muốn hướng đến đối tượng khách hàng đấy là các gia đình. Các gia đình đưa con đến đây chơi vào cuối tuần, có thể vui chơi dưới suối, khu vực check-in, chụp ảnh hoa ngoài cánh đồng này, chụp ảnh ruộng lúa, rồi trải nghiệm làm farm. Farm thì có thể có hai khu nhé, một khu chính là cái khu vườn mà mình vừa nói là trước những cái căn gia đình này, và một khu farm khác là khu vực bên này, vừa trồng hoa vừa làm farm luôn. Farm thì cũng sẽ kết hợp với một cái ao cá rất là lớn ở đây,
Cái ao cá này nó khoảng 3.000 mét, vừa làm hồ cảnh quan, vừa làm farm luôn. Xen kẽ với những đường giao thông này nhá, thì sẽ có những cái đoạn mà sẽ có bậc để mọi người có thể đi bộ lên. Sẽ cuốc bộ lên, đi bộ lên cái chòi này là còn vừa ngắm cảnh vừa là để thiền. Với cái đường này, cuối đường sẽ có một cái khoảng nó rộng ra để cho xe điện nó cua. Thì sau này khi nếu mà mở rộng dự án thêm vào phía trong thì cái nối tiếp cái đường này thôi. Vì địa hình của khu này nó giống như một đuôi một con cá. Thì trên này, phía trên này là đầu cá này. Nó còn dài tít vào trong này, nhưng phía này là đầu cá. Còn đến đây nó giống như một cái đuôi con cá, giống như đuôi một con cá heo vậy. Tuy nhiên là lấy hết cái mảnh đồ này thì nó rất là rộng. Vì vậy mà tập trung vào khu này thôi. Khu này, nguyên khu này đã khoảng hơn 2 ha rồi. Ở giai đoạn sau khi thiết kế chi tiết những căn này, mình sẽ nghiên cứu kỹ hơn. Sẽ nghiên cứu rất kỹ những căn này để thiết kế làm sao cái kiến trúc của nó với sự kết hợp của tre trúc tạo nên cái sự độc đáo và chỉ duy nhất ở đây có, không ở đâu có. Tất cả những cái kiến trúc mà mình muốn hướng đến ý, sẽ đều như vậy. Tất cả các khu sẽ đều có sự khác nhau, sẽ đều tạo nên cái sự khác biệt trong kiến trúc, trong quy hoạch tổng thể của cả khu và trong kiến trúc chi tiết của từng căn này, cũng như là nội thất. Cũng sẽ luôn luôn muốn hướng đến, muốn tạo ra những cái sự khác biệt nào đó. Trên đây là phương án thiết kế sơ bộ của mình. Hy vọng rằng là khi hoàn thành thì dự án này cũng sẽ đạt được những yếu tố, sẽ trở thành một khu nghỉ dưỡng, thành một khu sinh thái, trở thành một điểm mà check in, một nơi mà mọi người muốn yên tĩnh, muốn nghỉ ngơi có thể lưu đến với những cái tiện ích mà thị trường nghỉ dưỡng đang rất cần, phù hợp với những đối tượng khách hàng mà chủ tư mong muốn. Cảm ơn mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo.